Thời gian gần đây thì một loạt các nhãn hàng thời trang nhanh quốc tế như H&M, Zara, Old Navy tiến quân vào thị trường Việt Nam. Sự hiện diện của dòng thời trang này đã tác động trực tiếp đến thị trường bán lẻ Việt Nam và gián tiếp tác động đến thị trường bất động sản ở phân khúc mặt bằng bán lẻ cho thuê trong quý 3 2017. Để hiểu rõ hơn về sự tác động của dòng thời trang nhanh tới phân khúc bất động sản bán lẻ thì xin mời quý vị cùng theo dõi nhận định của ông Phạm Thái Bình, là trưởng bộ phận bán lẻ Savills Việt Nam ngay sau đây. Thị trường bán lẻ trong cái quý 3 này mình sẽ thấy là chủ yếu là thị trường đang hướng vào cái khoảng mảng cái thời trang nhanh. Như là mình thấy là vừa rồi thì H&M khai trương và cái thị hiếu cũng như là cái tác động đến cái thị trường như thế nào. Mình cũng đã thấy qua cái thông tin của báo chí rồi mình thấy thực tế. Thì hiện tại cái phân khúc thị trường vẫn chủ yếu là tập trung vào thị trường giá cả trung bình và thời trang nhanh, thì có vẻ là nó thích ứng được với các bà trẻ cái xu hướng ngày nay. Còn về thị trường chung thì hiện nay ở quý 3 thì cái nguồn cung của thị trường bán lẻ nó không có nhiều, và đặc biệt là ở các khu trung tâm. Hiện nay khu trung tâm thì cũng không có nhiều cái mặt bằng bán lẻ trong cái quý 3 này, và nếu có hay chăng nữa thì gần như là cũng không còn chỗ để cho các cái thương hiệu mới vào thị trường trong cái giai đoạn này. Và nếu họ muốn vào đi nữa thì họ lại phải tập trung vào cái thị trường ví dụ shop bên ngoài, hoặc là ở một cái thị trường ngoài cái thị trường trung tâm, ví dụ cái thị trường quận 10 hoặc quận 2 chẳng hạn, là những thị trường mới nổi sau này. Thì hy vọng nó sẽ có những cái bước dịch chuyển từ cái trung tâm nó đi ra xa hơn một chút xíu so với cái quận trung tâm. Về cái giá cả thì cũng không có gì biến động nhiều ở trong vấn đề phân khúc giá cả, thì vẫn là tập trung ở quận trung tâm thì cái giá cả nó vẫn dao động ở một cái mức độ là cái như từ xưa đến giờ, và có tăng hay chăng thì tăng chỉ nhích một số, nó không có đáng kể so với những thời gian sang qua và so với các quý khác.